Thú thưởng trà của vua chúa Việt thời xưa, thú uống trà, thưởng trà ở nước, ta thời xưa phổ biến từ chốn bình dân bách tính đến nơi cung đình. Thâm nghiêm, vua chúa các đời luôn coi trọng thức uống này, góp phần tạo nên một nét văn hóa uống trà của riêng người Việt. Ngược dòng sử sách, vào các thời Lý, Trần, Lê sơ thế kỷ 11 đến đầu 12, thú vui thưởng trà được lan tỏa trong đời sống sinh hoạt chốn cung đình. Đến nay, các nhà khảo cổ học đã khai quật được ở Hoàng thành Thăng Long nhiều đồ ngự dụng thời Lý trần, lê sơ, trong đó có nhiều đồ gốm xứ thuộc trà cụ dụng cụ pha trà. Điều đặc biệt là hầu hết những sản phẩm gốm, người dụng thời lê sơ đều có đề chữ, quan và trang trí hình rồng chân có năm móng. Đến thế kỷ 17, một người phương Tây nhiều năm sống ở Đàng, ngoài là Samuel Bà đã viết trong tác phẩm, mô tả vương quốc Đàng ngoài rằng, trong giới quý tộc thường uống loại chè, bản địa gọi là chia đến bang và chia đến uê. Chia đến bang được chế từ lá còn chia đến uê được chế từ nụ và hoa. Sau khi đã sao và tẩm, người ta đun nước sôi lên để pha chè và uống nóng. Loại chia đến uê có vị ngon. Theo mô tả này thì chia đến bang là trà bạn còn chia đến uê có thể là trà mạn. Theo vũ trung tùy bút của Phạm Đình Hộ, sang thế kỷ 18, thủ uống trà tàu được người Việt sùng chuộng đến mức các nhà quý tộc. Các bậc công hầu, các con em nhà quý thích đều đua trụng xa xỉ. Có khi mua một cái ấm chén, phí tổn đến vài mưa lạng bạc. Thưa, anh có nhiều người qua chơi các hiệu chè thăm dò các phố buôn, vác tiền hết quà này đến trục khác để mua chúc lấy trẻ ngon. Kẻ thì ưa thanh hương, người thì thích hậu vị. Cách hiếu thượng đến thế là cùng cực. Trong cung đình, chúa Trịnh Sâm đam mê trà đến mức tự xem mình là trà nô kẻ nô tài của trà. Đời truyền rằng chúa tự coi mình là nô bộc của trà nên hàng sáng khi chúa ngự trà. Tiên phi Đặng Thị Huệ tự tay quạt lò đun nước cho chồng. Ơi hầu, trà cụ đồ uống trà của chúa. Đều do chúa tự thiết kế mẫu và ký kiểu gửi kiểu mẫu đặt làm. Riêng tại lò sản xuất trà cụ, cảnh đức trấn Trung Quốc, chúa còn đem chiếc lý trà nô vào trong các buổi ngự chiều.